Chào các bạn đã quay lại kênh YouTube của mình nha. Thì bữa nay là mình có bứng mấy cái gốc mai mà mai rừng đó các bạn. Thì mình vô mình làm, mình cắt tỉa với lại bộ rễ, với lại mình vệ sinh nó rồi sẽ vô chậu để ghép nha các bạn. Thì cái nãy là do mình bứng trưa nắng quá nên mình không quay. Thì cho nên là bây giờ mình cắt xong hết rồi. Thì mình sẽ quay lại cái cốt cho các bạn xem nha. Cốt này nói chung là bự, khá là bự nè. Cốt này là cỡ một năm một nắm tay luôn các bạn. Đó, thì mình cắt tầm, mình chừa khoảng từng từ cái gốc rễ lên á là khoảng 10 phân 15 phân gì đó để mình ghép nha. Vậy mình tòng cho nó lầu lầu cái rễ lên xíu để cho nó khỏi bị ngợp các bạn. Thì cái chất tòng á thì là sơ chế với lại cát nha các bạn, hoặc là tấu thì các bạn tòng chung vô. Thì cái rễ như mình tắt như thế này nè. Đây là cái phôi nè, cái phôi mai mai vàng nè. Đó. Thì cây này á là khá là bự nên mình ghép mình tòng xuống chậu á thì tầm khoảng khi nào mà nó búng tược là các bạn. Khi nào nó bung tược các bạn thấy nó nứt tược nè. Là lúc đó mình ghép nha. Mình ghép mai dảo hoặc là mai bạch mai gì đó thì tùy các bạn, thích họ hương thì đủ thứ hết à. Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ sử dụng nước để mình rửa những cái phần dơ nè, nấm nào nè, rong rêu rồi nó bám thân nó để cho cái mục nó dễ lên nha các bạn. Đây. Nãy giờ mình rửa được mấy cái nè, mà cái da của nó đỏ chét luôn các bạn. Nào giờ mình mới thấy luôn á, tại vì tòng ở cái đất thịt ở miền Tây á thì cái da của nó đỏ nè. Hay cái này là bữa là cái đất tòng chứ sao mà như giống như củ khoai vậy. Nó chét à. Nè. Đó thì mốt những cái mục nó lên chỗ này nè. Bây giờ mình rửa xong thì mình để đây tầm ngày mai á cho nó khô rồi mình vô chậu. Rồi bây giờ rửa thôi. Rửa cho sạch sẽ như cái sạch sạch những cái bụi bặm á. Sạc hết mấy cái đất với lại mấy cái rêu nó bám vô đây thì khi nó bị trận cây nó không ra mầm, cho nên mình sạc sạch rồi mình nhúng thuốc nha các bạn. Thì một hồi nữa mình sẽ nhúng thuốc luôn cho các bạn xem luôn. Nhúng thuốc rồi xong khoảng tầm khoảng ngày mai mình lên chậu, mình tọn đất mình lên chậu nha. Đó. Nói chung là các bạn bứng thì bứng nó dễ thôi, bứng xả hết đất luôn, xong lên sơ chế. Phôi này nghe, phôi này là mình bứng tòng rồi đó, tòng hột nè. Thì hôm nay nó lên thế này, bứng ghép mà khoảng vài năm nữa thì chơi cho cái bông chơi, chưa gì bung mầm rồi nè. Góc này quá bự luôn. Còn góc này chăm không kỹ là nó chết luôn các bạn. Tại vì mình bất kể tên luôn nè. Các bạn thấy cái này bự không? Mình phải vô chậu xong rồi quấn bọc lại. Cái bọc trùm lại cho nó ẩm á. Còn cái cây nhỏ là khỏi. Cây này phải tầm bọc nè. Tại vì cái rễ của nó bị thương quá nhiều. Với lại phần cái bự nữa. Thì cái này mình nói chung mình bứng chơi, mình bứng vô mình ghép chứ không phải là mình bứng để mình cũng là mình làm cái dán thông đó các bạn. Này mình ghép từ nhỏ luôn. Dán này là mình ghép nó nhiều nhánh vô. Cái này quá bự luôn tại cái gốc nó bị hư vô. Cái này không phải là cái cao nha các bạn. Tại vì cái cây này là cái gốc của nó bị hư ở trên cái đọt nè. Bị hư mối ăn cái mình cắt sát luôn. Cắt sát ghép luôn chứ không ấy là để cao cao lên nó đẹp lắm.
Rồi xong. Thì nãy giờ là xong được, để mình đếm cái mấy cây nha. Nè. Bây giờ mình chất đây cho nó gáo luôn. Chất đây cho nó gáo 1 cây. 2 cây. 3 cây. 4 cây. 5. 6. 7. Rồi 7 cây này là một hồi nữa là mình sẽ đi nhúng thuốc. Đó. Nhúng thuốc xong à. Nhúng thuốc à, ủa không phải nhúng thuốc mà mình pha thuốc á. Mình tưới đều lên cho nó ướt để nó khô rồi mình tưới nước cho nó thấm. Thuốc là có mình sử dụng là gót 2 nha các bạn, thuốc dưỡng rễ á. Gót 2. Đây những mầm này mình cắt xong mình gọt những cái da nè, gọt cho nó láng ngọt lại để nó không bị hư da, hư cái mầm. Đó. Thì một bao nhiêu phôi đây thì mình vô chậu mình ghép được rồi. Khá là ngon rồi. Phôi giấy nha, ồ phôi mai vàng. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi lấy thuốc các bạn. Các bạn. Thì cái thuốc gót 2 nè. Thì mình pha một nắp. Mình bỏ vô thao nước này. Thì mình chừng nắp các bạn. Đó. Rồi. Như đó là mình có thể là mình tổng đều lên các bạn. Đó, nước đang thù lùi à. Đây. Gót 2. Mình múc chừng thao nước và mình sử dụng một nắp này nha các bạn. Xong thì mình sẽ lấy cái cây mình bỏ vô thôi. Bỏ vô mình nhúng nha. Rồi mình sau khi mình nãy mình tưới đều lên các bạn. Thì mình để đây mình ngâm khoảng vài tiếng đồng hồ. Đó mình tưới lên cho nó đều ướt hết rồi mình để đây mình ngâm cho nó ngấm hút vô. Nó ngấm khoảng vài tiếng rồi mình sẽ vô chậu nha các bạn, nhưng mà hiện tại thì mình chưa có chậu, mình chưa đi mua nên ngày mai mình mới vô nha các bạn. Thì vô chậu cũng dễ là mình tộn phân, tộn chơi dừa với lại tấu với lại miếng cát rồi mình sẽ bỏ vô thôi, rồi để trong mát tầm bọc lại. Thì cái gì mai mình vô bậu vô chậu rồi mình sẽ quay luôn cho các bạn xem. Rồi bây giờ vậy nha. Mình sẽ tộn cái giá thể lên nè, gồm tấu với xeo dừa nè. Vô mai. Một phần tấu, một phần xeo dừa. Cái này đây.
bớt mấy cái rễ. Đây vô mai, mai vàng mới mình ghét đó. Giá thể cái đó rồi kìa. Mình đếm cho nó vừa vừa hơn nha. Nó vậy là xong rồi, mình để vô mét để đỡ nó lên tược. Ok ha. Mình đã vô xong những cái giá thể, những cái phôi. Đây, phôi này là đó. Phôi phôi bông giấy vô để ghép nha mọi người. Đó, mình vô xong là mình ít bữa nó vẫn nó mọc mầm á là mình ghép nha. Thì mấy cây này là mai, mai ấy nè, mai gốc nhớt nè, thì mình sẽ vô bầu như vậy mình ghép luôn. Đó, đẹp không? Rồi đây là mai bứng. Mai bứng mình trồng khoảng mấy năm, một năm mà, một năm này nó lên gốc cả này thì mình bứng mình vô luôn. Thì khi nào mà nó tỉnh, nó ra rễ rồi nó bung cái mầm ra đó thì bắt đầu mình ghép. Ghép mai cúc thọ hương, mai dảo rồi vô nha mọi người. Đó thì bây giờ mình chuẩn bị cho mình tha keo mấy cái này xong cái mình đi đem vô mát, cái mình tưới gót hai vô cho nó dưỡng rễ nha. Rồi xong rồi khoảng tuần lại nửa tháng gì rồi nó bún rễ, bún đọt cái mình ghép. À, những cái mắt này nè, mai mốt là nó bung mầm mà. Cây này nó bự quá, nó không biết nó có si không nữa. Thì cái này mình cũng thử coi kinh nghiệm thế nào với cây. Vô chậu vậy thì nó sống như bao nhiêu phần trăm nha. Thì mình sẽ chia sẻ với mọi người clip sau cho mọi người. Bây giờ thì mình sẽ đi dọn dẹp cái này. Quá trời. Rồi bây giờ thì chào mọi người nha. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi những cái video clip tiếp theo nha mọi người.